Thực ra thì Văn Lê thân mến đi lưu diễn khắp mọi nơi, thì ở bên Mỹ cũng vậy thôi, thì Thanh Bạch cũng có dịp đi thì cũng thấy rằng là mình diễn đa số cho kiều bào của mình ở bên đó. Dạ. Rất là khao khát văn nghệ. Thế thì ngoài cái việc diễn cho người Việt Nam thì Văn Lê có thường tham gia những chương trình diễn cho người ngoại quốc, cho người Mỹ, vân vân? Dạ thì quý vị biết là ở bên Mỹ thì lâu lâu thì một năm thường thì những cái cộng đồng thế giới họ hay tổ chức những cái World Festival nói về văn hóa, nói về ẩm thực. Thì Quang Lê cũng có tham gia một vài chương trình như vậy, thưa anh. Dạ. Rồi ở đó mình hát như thế nào? Mình phải tập bài Mỹ hay là mình hát nhạc Việt Nam? Thì để cho hòa đồng với những cộng đồng bạn và để cho dễ hiểu cho mọi người, thì tiếng Anh là cái ngôn ngữ mà gần gũi và gọi là thông thạo nhất bây giờ. Cho nên nếu mà Quang Lê lên hát một bài mà chiếc áo bà ba thì người ta không hiểu. Cho nên em đành phải hy sinh hát tiếng Anh. Mặc dù em rất là yêu hát tiếng Việt, nhưng mà vì để công bằng cho mọi người, thay vì hát tiếng Việt thì em hát tiếng Anh. Hát tiếng Anh nhưng mà bài nhạc Mỹ hay nhạc Việt? Dạ, nhạc của em, nhạc Việt Nam, nhạc Bolero. Bolero hát tiếng Anh? Dạ, em dịch Bolero qua tiếng Anh luôn. Nhạc dạ. Kẻ hát tiếng Anh thì thấy Việt Nam cũng phổ biến, nhưng mà Bolero anh chưa từng nghe. Dạ, em thì dịch bài gì? Bây giờ em hát cho quý vị nghe đây. Bài hát tên gì? Bài Nỗi Buồn Gác Trọ. Quý vị có biết bài này không ạ? Bài này nhưng mà trước hết cái tên nó mà em dịch như thế nào? Nỗi Buồn Gác Trọ thì tại vì quý vị biết tiếng Việt mình thì nó mây mưa, nó mông lung lắm, mà tiếng Anh thì nó khô cằn lắm. Cho nên mình cũng muốn dịch bao la mơ hồ cũng chẳng được nữa. Cho nên thôi để em dịch cho dễ hiểu. Em dịch là Lonely in the Motel. Là nỗi buồn gác trọ. Em giải thích cái vụ motel ở chỗ này coi. Đúng ra là em dịch là hotel. Mà em thấy hotel nó sang trọng quá, cho nên em xuống motel, cho nghe nó nghèo nàn, cho nó buồn. À, hotel là những khách sạn lớn, có thể là mấy trăm đô, dù 300 đô một đêm. Còn motel là khách sạn mini, khách sạn nhỏ chừng 30 đô một đêm. Dạ đúng rồi. Dạ, em dịch cái bài em xuống là motel 30 đô thôi. Thay vì 300 thì nó sang quá, cho nên em dịch 300 chứ nó buồn. Dạ. Về Việt Nam em đâu có thấy motel phải không? Về Việt Nam thì em thấy là lớn nhỏ gì cũng là hotel hết trơn á. Kiếm loài con mắt không thấy chữ motel. Rồi bây giờ quý vị có muốn nghe Bolero Nỗi Buồn Gác Trọ bằng tiếng Anh không ạ? Để giới thiệu nhé, giới thiệu nhé. Ladies and gentlemen, and a singer Quang Lê sing a song with title Lonely in the Motel. Thank you, Mr. Thanh Bạch, for introducing Quang Lê. And now you please help me sing the version in Vietnamese and I will translate in Vietnam, okay? À, anh hát bằng tiếng Việt, em hát bằng tiếng Anh. Rồi bây giờ anh giúp em, anh hát tiếng Việt rồi em dịch qua tiếng Anh. Thì lỡ có ông Mỹ tóc vàng nào ở đây, ông thấy, à, ông hiểu rồi đó. Quý vị có muốn như vậy không ạ? Thử nha. Có người con gái buôn tóc thề. There is a girl with long hair. Đêm về e ấp truyền vũ quý. Nay cầm dream of the wedding. Kết lên tà áo màu hoa cưới. Writing on drop white flower. Gác trọ buồn đơn côi. Chỗ nhấn mạnh nè, hát lại cho em đi. Gác trọ buồn đơn côi. Lonely in the motel. Phố nhỏ vắng thêm một người. The street lost one more girl. Dạ hết rồi. Dạ. Em ơi, người Mỹ nghe họ có hiểu không em? Dạ hiểu. Hiểu á? Ồ hay quá hả? Nhưng mà anh biết sao không? Thì người ta hiểu nhưng mà ta không hiểu mình muốn nói gì hết trơn á. Dạ, tại vì cái bài nhạc của Việt Nam mình nó rất là thơ mộng, mà dịch qua Mỹ thì nó trơ trọi quá. Nhất là cái câu cuối đó đúng không? Dạ, cái câu cuối mà dịch trắng nghĩa là con đường vắng đi một con nhỏ con gái. Tại vì em không biết cái chữ mà phố nhỏ vắng đi một người dịch sao, cho nên em dịch đơn giản là The street lost one more girl. Đã, mất điên cô gái thôi. Dạ. Xin cảm ơn phần chú ý của quý vị với Quang Lê.